Theo bạn nghĩ thì Sài Gòn trong một ngày vào thu, mình nên chỉnh cái footage này sao cho đẹp? Chào mừng các bạn quay trở lại với những trải nghiệm làm ngành của kênh YouTube Đu Đủ Xanh. Trong tập này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để làm mood màu như thế này một buổi sáng trời thu ở Sài Gòn không có nắng. Đây cũng là cách mà mình đã áp dụng cho hầu hết các video hoặc là cách lên màu trong thư viện ảnh của mình. Các bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ trang web này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành từng bước để bắt đầu chỉnh màu cho footage này. Mình sẽ lướt đến cảnh chính trong cảnh quay này để dừng màn hình lại, làm màn hình chính để đối chiếu. Sau đó mình sẽ chỉnh sáng tối cho cảnh quay này hợp lý. Ở công đoạn này các bạn có thể điều chỉnh ở mức độ tương đối. Những thông số điều chỉnh chưa hợp lý mình có thể quay lại để điều chỉnh sau. Tiếp theo mình sẽ điều chỉnh cân bằng trắng. Ở giai đoạn này các bạn cố gắng chỉnh cân bằng trắng làm sao cho nó giống với lại hiện trường lúc quay. Bối cảnh lúc đó là một Sài Gòn trời thu, buổi sáng không có nắng. Bây giờ mình sẽ add thêm một cái Lumetri Color và đặt tên để phân biệt. Mình sẽ chỉnh màu trên Lumetri Color mới này. Ở không gian cảnh quay này mình sẽ chỉnh màu đỏ cam của mái ngói đậm hơn. Màu xanh lá của cây mình sẽ chuyển về màu của tông lạnh một chút. Các bạn có thể chỉnh hai phần này ở phần Hue, Saturation và Luma. Bây giờ mình sẽ tiến hành phần chỉnh màu tổng thể cho cảnh quay này, tăng nhẹ phần tương phản. Tăng phần xanh dương ở shadow. Phần shadow mình sẽ cho thêm một tí đỏ. Các bạn cố gắng chỉnh thật chậm, thật kỹ để không ảnh hưởng đến những vùng khác. Bây giờ qua tới kênh xanh lá. Về shadow mình cũng sẽ thêm một chút màu xanh lá. Để cảnh quay thể hiện một trời thu rõ hơn một chút, mình sẽ điều chỉnh thêm một tí ở phần này. Giảm shadow xuống, kéo phần mid tone sang một chút màu vàng và một chút màu xanh. Trước khi kết thúc phần chỉnh màu cho cảnh quay này, mình sẽ quay lại tăng thêm một chút màu xanh ở phần mid-tone. Điều chỉnh thêm một chút xanh lá để tăng cảm giác lạnh trong bối cảnh này. Bây giờ chúng ta cùng review lại để xem thành quả. Bạn vừa xem những trải nghiệm làm ngành của kênh YouTube Đu Đủ Xanh. Hãy like và share video này. Còn đây là lần đầu tiên đến với Đu Đủ Xanh. Hãy subscribe, bấm nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những video bổ ích của mình ra trong tương lai. Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Mình có 2 video gửi cho các bạn là 2 chủ đề hay và là nội dung độc quyền của kênh.